những công dụng của vỏ bưởi mà bạn không nên bỏ qua bưởi được biết đến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin nhưng đa số mọi người đều chỉ quan tâm đến phần muối bưởi bên trong ít ai biết được công dụng đến từ phần vỏ bưởi vỏ bưởi có vị đắng cay tính bình có tác dụng trừ phong hóa đờm nhiều người thường dùng phần cùi trắng ở bên trong của vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn như chè làm nem hay bóp gỏi Riêng phần vỏ bên ngoài có chứa những tinh dầu nên thường được dùng trong trường hợp ăn uống không tiêu, phụ nữ có hiện tượng buồn nôn do thai ngán. Ngoài ra, vỏ bưởi còn được dùng để nấu nước gội đầu giúp tóc bớt rụng, bóng mượt và chắc khỏe hơn. Những công dụng của vỏ bưởi mà bạn nên biết. Số 1. Trị viêm già và làm đẹp da Vỏ bưởi rất có ích trong việc ngăn ngừa tình trạng mẫn đỏ, ngứa ngáy, các hiện tượng viêm tế da với một lượng vitamin A và C cao giúp duy trì được độ ẩm trong da, bảo vệ da không bị khô, nếp nhăn và mụn trứng cá. Số 2. Chống nắng Vỏ bưởi sẽ giảm được tỷ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do việc tăng sắc tốt cũng như mụn đầu đen, da khô, ngứa ngáy và rất nhiều những vấn đề khác do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, trong vỏ bưởi có chứa lycop nên nên giúp ngăn ngừa ung thư da do tia cực tím gây ra. Số 3. Tốt cho tóc trong vỏ bưởi có hàm lượng tinh dầu lớn có khả năng dưỡng tóc rất tốt, giúp cho tóc bớt rụng, đồng thời giúp tóc ống mượt, mềm mại và chắc khỏe hơn. Ngoài ra, việc dùng vỏ bưởi để gội đầu không chỉ giúp làm sạch da đầu, kích thích tóc mọc nhanh mà còn tốt cho dây thần kinh vùng não. Số 4. Chữa hôi miệng Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với ít nước kèm theo vài hạt muối, Dùng nước này để súc miệng sẽ khiến mùi hôi nhanh chóng biến mất. Số 5, chữa ho, khang tiếng. Ho, khang tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khang. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khang được cải thiện. Số 6, giải độc và thanh lọc cơ thể. Tác dụng của vỏ bưởi còn được biết đến với khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể. Nước vỏ bưởi lành tính có thể sử dụng mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, giúp làm đẹp da từ sâu bên trong. Số 7, tăng sức đề kháng. Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress Cách nấu nước vỏ bưởi. Nguyên liệu: Vỏ bưởi tươi, một lượng vừa phải, bình thủy tinh. Cách thực hiện: Bước 1: Thái vỏ bưởi thành sợi nhỏ, sau đó mang phơi nắng. Lưu ý: Không nên phơi dưới trời nắng gắt. Bước 2: Sau khi vỏ bưởi đã được phơi khô, đun vỏ bưởi cùng 3 lít nước trong khoảng 15 phút, lưu ý lửa ở mức nhỏ. Bước 3: Sau khi đã đun sôi, cho nước vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh và uống dần trên đây là một số công dụng cực kỳ hữu ích của vỏ bưởi hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ